Của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Vâng, nghe đồng tù.
Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy đẹp cho mình like cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.